Cái số đây. Trung thu rồi mình không được đi chơi mà mình phải đi bán vé số, nhưng mà mình cũng vui vì mình đã giúp được mẹ. Thôi mình đi bán tiếp đây. Vé số đây. Gần tới trung thu rồi, bữa nay mình chơi trung thu nha Trang Vinh. Ok. Anh có chiêu là mình sẽ làm lồng đèn bằng cái ly. Ồ, làm sao? Nè, mình bỏ cái ly vô. Để anh khỏi nước nha. Thôi vô. Rồi bây giờ là mình đốt lên nha. Ok. Cái ly này biết sao không? Sao? Mình để xuống mương á, mình làm hoa đăng đẹp lắm luôn á. À. Nè, đốt cho em nè. Wow. Vinh đốt lên Vinh. Xúc ra rồi. Wow. Rồi này của Vinh nè. Đẹp quá. Lát mình để xuống mương á là làm những ngọn hoa đăng đêm trung thu. Đúng rồi, đẹp á. Như cái lâu đài á. Nguyên cái bánh trung thu luôn. Để bây giờ mình sẽ mở hộp ra, mình ăn thử coi nó có ngon không nha. Rồi mở ra nha. Cái nào ngon ta? Cái này đi. Đấy. Trung thu rồi mà Khoa cũng đi bán vé số nữa hả? Thôi ở nhà chơi đi. Đúng rồi đó, Tết trung thu mà. Đúng rồi. Chơi đi. Là đi chơi chung nè. Chơi chung luôn. Đi chung mẹ. Nhà Khoa nghèo quá, không có chơi trung thu rồi, phải đi bán vé số phụ mẹ. Nghe Khoa nói tội nghiệp quá, anh lấy hết tiền của anh mua vé số hết. Vé số của Khoa thì anh mua hết rồi mà ai chơi trung thu chung với mình luôn nè. Đúng rồi. Một hết tiền. Rồi. Hai tờ đi. Hết tiền rồi hả? Còn có 20.000 thì mua được 2 tờ chứ nhiêu. Rồi thôi, ở lại chơi với anh đi. Nè, cho chơi nè. Anh đi đàn mua vé số rồi, vậy Khoa ở lại chơi với Trang Vinh đi. Khoa bán hết vé số này mới chơi được. Thôi máy bay nha. Vậy đi luôn hả? Đi luôn hả mẹ? Tức quá, không đủ tiền mua. Anh về anh gom heo đất của anh luôn đi. Khoa đặt heo đất luôn đi. Thôi hết tiền rồi, không mua được nữa. Thôi giờ chơi vậy đi. Chơi đại. Mẹ mình nghĩ sao vậy? Mình nhỏ xíu. Mẹ mình mua 4 cái bánh luôn. Sao mình ăn hết? Đúng là ngày già cũng khổ. Nãy giờ ăn chán quá. Mình sẽ đem qua nhà ăn chán với thằng Vinh. Cho nó nhum cho nó thèm. Thấy nó thèm cho mình vui lắm. Trang Vinh đang chơi trung thu hả? Có bánh nè ngon. Thôi tiến qua chơi kìa. Ơi, bánh trung thu mua 1 tặng 40 cái à, chẳng có, tại không thèm mua thôi. Đúng rồi. Đúng rồi đó, bánh trung thu có gì đâu mà đem phe giữ biết nữa. Mua 1 cái là có liền. Tại không thèm mua thôi. Đúng rồi. Ây chà, cái bánh này dễ quá, không bình thường rồi. Thôi tiến đi về đây. Mình tính khinh thường mình đó kìa. Hên là em trả lời hay đó, chứ không là không có tiền mua đâu. Đúng rồi. Tiến thấy vậy là không được rồi đó. Người giàu người nghèo là bình đẳng. Không được phân biệt đối xử như vậy. Chơi với nhau là điều bình thường. Vậy không được. Trung thu á, con mình chắc buồn lắm. Mình sẽ mình thấy Trang với Vinh chơi chung vui lắm. Bây giờ mình sẽ xin chơi chung. Ôi Tiến hả? Cho em Tiến nổ lên nãy miếng nó chơi mẹ. Tâm Tiến chơi chung đi, chơi mình buồn chết luôn. Vậy mình Tiến không mốt, không có khinh thường nữa nha. Đúng rồi. Người giàu người nghèo là bình đẳng. Không có phân biệt đối xử được. Không nè. Cũng là con người với nhau. Thôi vậy vô chơi đi. Biết yêu quý người nghèo nữa đó nha. Vô chơi đi. Vô chơi. Đi chơi đi. Nè, cho Tiến ngồi đây nha. Rồi cho Tiến một cái đèn luôn. Có người mới kìa, mình vô. Mình mời coi khách có hiêm tợ không.
kiếm nó phụ tại với sao rồi đấy. Ôi, ở nãy giờ anh không hết tiền rồi, mua không được pha ơi. Pha nhà nghèo hả? Sao em đi chơi trung thu đi, sao đi bán vé số hoài ạ? À? Ôi, pha nhà nghèo bán vé số phụ mẹ. Thôi Tiến, Tiến nhà giàu nè, hay Tiến mua hết vé số của Khoa đi rồi cho Khoa đi chơi trung thu. Ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi đó, Tiến à, mua vé số đi. Đúng rồi. Thôi còn nhiêu tờ? Khoa còn 40 tờ nè. 40 tờ là 400 ngàn. Ui. Mình là mua không nổi nhưng mà Tiến là mua nổi đó. Tôi thấy chiếc số đi. Wow, mua hết luôn kìa. Thôi thôi, cảm ơn Tiến. Tiến nhà già quá. Chơi chung. Rồi, pha chơi chung luôn đi. Chơi chung đi. Trời vui rồi, cho pha một cái ly đàn cây. Wow. Nè, cho pha chơi chung một ly đàn cây. Nè, bây giờ mình hát đi. Thôi bây giờ là chơi chung vậy là không có gì vui á. Anh có trò này chơi nè. Wow. Mình sẽ chơi trò tặng quà trung thu. Wow. Hãy lệ cuộc chơi như sau. Sao? Anh hát cho mỗi đứa một con gà. Ok. Ba, đi. Hả? Bây giờ mình sẽ cầm những con gà này, mình đứng ngay mức này. Đó, mình bán vô mấy cái chảo này kia. Bán được cái ly nào là lấy quà trong ly đó luôn. Dạ. Chưa, mình sẽ bán lần lượt nha. Rồi xếp hàng đi, ai đứng trước? Đây, nhỏ chút rồi. Rồi, mình hấp cái cam. Rồi, xếp hàng xong rồi đó. Ủa, thì anh, mấy cái này mình bán được một lượt hay là bán chút thì thôi? Bây giờ mình xếp hàng, mình bán như này, cùng nhau bán hết cái hũ này thì lấy. Được đó. Rồi, giờ Vinh mở hàng phải không? Dạ. Rồi, Vinh chuẩn bị bán đi. Lượt thứ nhất. Được lên, đưa lên. Thôi đó, cũng đẹp. Đi ra sao? Ôi mày có cái bạn này à? Rồi, không trúng luôn, tiếp đi ra sao luôn. Đó. Không được luôn. Rồi, đi ra rồi. Rồi, đặt khẩu này lên. Ai cũng nhớ sợ rồi. Khẩu này là cái gì đây? Không trả. Thọc dầu đâm cái. Trời ơi. Yeah, thọc dầu đâm cái rồi. Dầu đâm cái bạn ơi. 3 4 5 rồi, 4 rồi. Hết rồi. Trời ơi, nãy giờ bán không được cái gì luôn. Wow, tức quá. Ăn trúng luôn. Để nghe sao luôn. Rồi, nghe coi. Còn mẫu nữa. Sao gì đây? Mẫu gì đây? Wow, mẫu gì đó? Mẫu cái này nè. Cây. Mẫu cây này cây. Dễ thưởng cái lửa luôn, một cây này cây. 1 triệu. Dạ đây là phần quà của Trang, một cây đàn cày. Ok. Ủa hình như anh ghi một cây đàn cày phần thưởng nhỏ nhất ở đây luôn. Ôi. Là gì đây, là gì? Một bánh trung. Wow, một bánh trung thu. Rồi, bánh của Vinh. Yeah, là một cái bánh trung thu. Yeah. Rồi, cái này tiếp đi. Còn nhiều đó. Tiếp có gì đây? Vậy? Snack rong biển ly. Yeah. Đi rất là may mắn luôn. Rồi đi rất là may mắn nha. Rồi tiếp. Ủa cái này có hả? Wow. Quá đã luôn. Thôi giờ cái lẻ đi. Khoan. Đúng rồi, ba bắt. Bảy Vinh ơi. Chị Vinh ơi. Rồi chuẩn bị bắn tiếp nha. Cho em nghỉ ăn đi, chờ em bắn tiếp đi. Ăn gì còn đủ quá. Ờ, tiếp tiếp cuồng á. Rồi sắp hàng vô đi. Rồi bài đó cũng được rồi, mọi người bắn rồi. Ô, ăn một khẩu. Ăn gì vậy? Không có. Ủa, không có gì chơi vậy? À xui. Xui rồi ba ơi. Khó khăn lắm, mấy cái tôi thật. Bởi nè. Nhìn bánh không có kỹ năng. Trời ơi, còn một xíu nữa, chỉ là một xíu nữa. Quá dữ. Hộp gì đây? Thấy luôn rồi. Cái gì cò cò gì đó. Ca ca gì đó. Tommy Root. Rồi để anh lấy nha. Yeah. Đây là Tommy của ba đây. Wow. Khó khăn lắm mới bán được luôn. Yeah, giờ xíu xíu nha. Giờ xíu không được nữa này. Không biết làm ăn gì được nữa. Tới ăn rồi, cũng không được rồi. Tôi ăn không trời. Gì đánh? Tôi quy định. Rồi, ngồi quá hả?
Tốt bụng vậy. Cho một người bán nhiều người ăn đó ha, có lòng tốt chia sẻ vậy là tốt đó. Ở xa anh hả? Tốt á. Tốt á. Tốt á. Tốt luôn. Tông tới rồi Yến ơi. Trời ơi. Gì đây? Gì đây? Kẹo dẻo kiwi. Đây bịch kẹo dẻo của Hoa nữa đây. Cười luôn. Hoa bán nổi mà cười không nổi. Rồi giống cung hệt rồi. Ủa, hữu khoa rồi, hữu khoa mà ăn ba vậy. Dạ Hoa. Cho cục nha. Ok. Cho em một cục nha. Đấy. Kéo ra ngon lắm luôn. Vậy là giống y chang kiwi vậy á. Ngon. Không không. Thôi vậy, tới tiếp tôi vậy á. Rồi bánh tiếp luôn. Cứ ăn mày lỗ á. Chàng xui quá. Bạn không có súng gì hết á. Thôi bà nè. Wow. Hai hữu luôn. Hai hữu luôn. Hai hữu luôn. Cái gì? Lòng tiền quá ha. Lòng tiền ngôi sao. Còn hữu này hữu gì khui đi Khoan. Xin hát ta vô. Ok. Rồi bịch bánh và lòng đèn của ba. Khui luôn. Khui luôn. Hay quá. Khui nó cho thôi. Để chị khui cho. Nè, cầm thua cho miếng đi. Ok. Thôi được rồi, được rồi, để dành cho Phan. Bây giờ mấy đứa này bác không có được thì nhờ Phan. Rồi làm gì đó, để chị đó. Ba. Ôi, cái gì đây? Để đâu? Đi. Kẹo chút ba chút. Đây, kẹo mút của Vinh. Thôi bây giờ ấy, em sẽ đi dành cho em xong rồi. Xong cái trò chơi này rồi em ăn. Rồi gì cũng được, bắn tiếp đi. Nè, phá nè. Cái gì đây? Gì đây Chiên? Xe cảnh sát. Wow. Đây là chiếc xe cảnh sát siêu xịn của Chiên. Wow. Chiên hơn quá à. Rồi để em mở công tắc lên luôn xe. Mừng quá trời mừng rồi. Rồi chơi thử đi. Quá trời mừng rồi. Ôi, ôi, ôi. Wow. Đã rồi, chơi chơi miếng hình coi. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, Vinh có tiền chiêu gì bông ra hết đi nha. Nãy giờ bác không có đúng gì hết á. Đúng rồi. Không, không đúng. Trời ơi, còn chút xíu nữa à. Xíu nữa là được rồi. Xíu nữa. Bạn đừng hôn quên đi. Bạn có cái gì đây? Cuộc dầu nắng á. Ông vô đâu kìa. Rồi đi về. Đây có gì, có gì. Tao chơi bánh mì được nè. Xe điều khiển từ xa. Rồi xe điều khiển của Khoa nha. Để anh mở là chỉ cách chơi. Wow, ngầu quá. Xe siêu xịn nha. Không có đèn nữa hả? Rồi bấm nữa nè. Sao? Dẹp hả? Rồi lúc này là lúc tới luôn. Quay lại. Ôi. Rồi chơi đi Hoa. Ôi. 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 Tiền ghen thẳng bé. Ôi. 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 Quá chắc luôn. Có gì đây? Đậu phộng da cá. Đậu phộng của chị. Ôi là một cua luôn, cua luôn. Anh nghe chia sẻ. Bây giờ là xài chung chưa luôn chắc rồi. Đã giòn đâu. Đúng rồi. Nhào giờ xài chung đồ luôn rồi. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Rồi. Bây giờ là nhà đi chậm. Dán keo trồng lên da. Bây giờ ba muốn dán chỗ nào? Không, cái này là không đua em ngon không luôn rồi. Trời, em muốn thử không? Thôi. Không được dán bàn tay. Rồi, dán em không? Dán như đầu luôn.
Rồi, cắt đi Vinh. Rồi, tự kéo đi. Dạ, muốn tự xử hay là để cho ai xử? Kéo anh ra. Bóp, hè bóp. Tình hình mấy đứa bắn như vậy là 12 giờ đêm bắn vẫn chưa xong. Cho nên là bây giờ anh chỉ còn cách là dời lại thôi. Bây giờ sau khi giờ chén thủ lại gần, chén là người mở hang. Hậu dời gần còn không. Xét lên luôn rồi. Lồng đèn nó sao? Wow. Hai cái lồng đèn cho mẹ cái, cho Khoa cái là được luôn. Rồi, một lồng đèn của Khoa nữa. Wow. Rồi, tắt đi ngay sao cho tiếp. Cô bé lên. Lồng đèn con Khoa. Đã. Đây là lồng đèn con thỏ. Wow. Rất là dễ thương. Ôi, lồng đèn đẹp quá à. Thôi em đi chơi trung thu đây. Thôi chị đi đi đây. Còn mấy phục quà này của em. Thôi chị nói vậy thôi chứ chị đâu có ngu đâu. Chị ở đây á để chút chị bán ra được quà tiếp. Rồi cháu còn về đi chơi tiếp. Rồi còn con đen nữa. Thôi. Yeah. Bịch đèn cây. Thấy rất là may mắn. Trúng luôn một bịch, đã trang trúng được một cây rồi. Thôi đi Khoa. Hãy xem về trong máy ta đi. Còn có gì đây? Cái gì hết rồi. Kim cương. Kim cương cho Vinh nha. Yeah, có khỉ được. Mình luôn. Rồi đây là kinh công của Vinh. Ủa sao nó mềm dữ lạ. Ủa thế mày này. Kinh công này động lực mà. Kinh công này xịn lắm luôn á. Đi 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 đi. Một bánh trung thu. Đây, bánh trung thu của chị. Wow. Rồi, tao vừa bánh đi, bánh tiếp đi. Má hay rồi. 10 đèn cây. 10 cái đèn cây thôi, đưa đạn nắm luôn, giờ không còn biến nữa. Rồi, bánh đi, chơi tiếp. Một cái duy nhất của ai đây? Cô lên. Lồng đèn. Một bánh trung thu. Rồi như vậy tổng kết lại mình có cái gì? Từng người giới thiệu đi. Rồi, giới thiệu đi. Em có hai bánh trung thu và một xe điều khiển. Với lại cái lồng đèn thỏ dễ thương. Wow, có đẹp ơi. Ở em thì một con kinh con. Dạ. Với lại một cây kẹo với lại một cái bánh nguyên cái bánh trung thu luôn. Rồi, có ta. Em thì hai cái lồng đèn với lại 10 cái đèn cày với lại một cái đồ chơi xe đồ xe. Điều khiển rất là xịn luôn. Rồi, tiếp. Còn là anh nhất luôn à. Ba hồi nãy có bánh là chia hết trơn rồi, ăn hết trơn rồi. Ừ, đúng rồi. Bánh rồi đó. Mốt quá à, mình tí được có kinh hồn một tháng nữa nha. Đúng rồi, đó kinh hồn nha. Dạ. Chơi chung với nhau bắt chi mấy bạn. Em muốn mình đi được nữa. Rồi, chạy đi tôi đi. Rồi, tôi đi.